ngày 10 tháng 1 năm 2020, Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019, đơn vị đã tiến hành thanh tra 10 cuộc, trong đó có 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều thiếu sót vi phạm trong việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác tổ chức cán bộ và quản lý sử dụng kinh phí, tài sản được cấp. Thanh tra đã yêu cầu kiến nghị các đơn vị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức có liên quan. Trong năm 2019, Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tham mưu cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành 2 văn bản, chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong ngành kiểm sát nhân dân và kế hoạch triển khai thi hành luật phòng chống tham nhũng trong ngành kiểm sát nhân dân. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công tác phòng chống tham nhũng và quán triệt triển khai luật phòng chống tham nhũng năm 2018 trong ngành kiểm sát nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 của thanh tra. Để thực hiện tốt hơn công tác thanh tra trong năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu thanh tra cần tham mưu cho lãnh đạo viện, tăng cường thanh tra đột xuất theo dấu hiệu vi phạm, thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra án đình chỉ do bị can không phạm tội, tòa tuyên bị cáo không phạm tội và công tác xử lý sau thanh tra. Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu đơn vị cần thường xuyên thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức, viên chức và người lao động, trong đó tăng cường thanh tra việc thực hiện văn hóa công sở, chấp hành chế độ trực nghiệp vụ, thực hiện kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong ngành và thực hiện quy chế dân chủ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Thanh tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu, kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại, đảm bảo các kết luận, quyết định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.